Bạn đang tản bộ trên đường, thơ thẩn với những suy nghĩ ngọt ngào thì bỗng nhiên nghe thấy bùm. Tai nạn xe hơi. Ôi không, may mắn thay, cả hai tài xế đều không bị thương vì túi khí được kích hoạt đúng lúc. Nhưng hãy nghĩ xem, liệu túi khí có thể cứu mạng những tay đua công thức 1, những người đua xe với tốc độ kinh hoàng không? Rất có thể đấy, nếu những chiếc xe đua này có túi khí. Chà, tôi phải thừa nhận rằng thật đáng kinh ngạc khi biết được những tay đua F1 không có cần sử dụng túi khí. Hãy để tôi nói rõ hơn về điều này. Tốc độ cực cao, những cú cua gấp đáng sợ, xác suất va chạm lớn và không cần túi khí. Đúng thế đấy. Vậy nếu có thể thì bạn sẽ lắp túi khí ở đâu trong một chiếc xe F1? Vô lăng ư? Ồ, vấn đề bắt đầu ở chỗ đó. Những tay đua xe công thức 1 là những người rất kỹ tính và sẽ không chịu sử dụng nếu chiếc vô lăng đó có ít hơn một tá cần gạt, công tắc và điều khiển. Những chiếc bánh lái này đã có giá lên tới 60.000 đô la. Chà, chúng ta có thể mua được vài chiếc xe với số tiền đó đấy. Nhưng với vô lăng của xe F1, đơn giản là không có cách nào để đặt túi khí vào được. Và ngay cả khi việc đó có thể, thì buồng lái của chiếc xe cũng nhỏ đến nỗi khi túi khí được kích hoạt, nó có thể chèn lên người lái đến khi họ chết ngạt. Thực ra, dù trông rất nguy hiểm, nhưng sự an toàn được coi là quan trọng hàng đầu trong những cuộc đua công thức 1. Bạn thử nghĩ mà xem, những tay đua F1 không chỉ có một dây an toàn mà tới 5-6 chiếc, 2 dây đeo vai, 1 hoặc 2 dây đeo chân và 2 dây ở đai chậu. Trên thực tế, những tay đua được thắt đai kỹ đến mức họ chỉ có thể vươn tay để lái xe và điều khiển các nút và công tắc vô cùng bí ẩn kia thôi. Thực ra chỗ ngồi của những tay đua được cố định đến mức họ không thể tự thắt các dây an toàn này mà phải nhờ tới một người thợ máy. Vậy mà trong các trường hợp khẩn cấp thì tay đua F1 có thể rời xe chỉ trong vòng 5 giây đấy. Bí mật ở đây là họ có thể tháo nhanh tất cả các dây đai chỉ bằng một cú vặn của một tay. Thật kỳ diệu. Và vì mục đích chính của túi khí là không để đầu người lái đâm vào phần trước của xe. Và đó chính là lý do tại sao một chiếc xe đua F1 sẽ không cần đến bộ phận này. Tay đua sẽ không thể lao về phía trước hoặc bắn ra khỏi xe trừ khi xe bị vỡ thành nhiều mảnh. Nhưng ngay cả trong trường hợp đó, tay đua cũng sẽ ở trong một chiếc lồng bảo hộ rất cứng được thiết kế để bảo vệ vận động viên này trong trường hợp va chạm xảy ra. Và đừng quên chiếc mũ bảo hiểm đặc biệt của các tay đua F1. Những chiếc mũ bảo hiểm này phải trải qua các thử nghiệm nghiêm ngặt. Ví dụ, một chiếc mũ bảo hiểm phải vượt qua được thử nghiệm thâm nhập khi một vật kim loại nhọn nặng 3kg được thả xuống mũ từ độ cao 3m. Ngoài ra, các nhà thiết kế cũng phải kiểm tra quai đeo cầm của mũ bảo hiểm để đảm bảo rằng chúng không giãn dài quá 25mm. Sau đó, họ bắn vào tấm tre trên mũ bằng những viên đạn bay ở tốc độ khoảng 483km/h. Chà, tại sao lại không nhỉ? Và sau đó, họ thử đặt chiếc mũ vào ngọn lửa nóng tới 815 độ C trong 45 giây. Lúc này, nhiệt độ bên trong chiếc mũ bảo hiểm không được phép vượt quá 70 độ C. Những chiếc mũ siêu nhân này thật thú vị, nhưng có những sự thật khác về đua xe F1 còn đáng ngạc nhiên hơn nữa. Lốp xe đua F1 quay nhanh đến nỗi chúng trở nên cực kỳ nóng trong quá trình đua. Nếu bạn thử đến gần một chiếc xe F1 sau khi cuộc đua kết thúc, thì đừng chạm vào lốp xe. Nhiệt độ của nó sẽ vào khoảng 120 độ C, đủ để đun nước sôi và chiên trứng. Nào, hãy làm thử trò này xem. Ngoài ra, trong mỗi cuộc đua, lốp xe mất đi khoảng 0,5 kg trọng lượng vì bị mài mòn. Và trong khi tuổi thọ của một lốp xe bình thường sẽ đạt từ 21.000 đến 56.000 km, thì một chiếc lốp xe F1 chỉ sử dụng được tối đa 100 km mà thôi. Để sản xuất một chiếc xe đua công thức 1, bạn cần tổng cộng hơn 80.000 linh kiện và phải lắp ráp theo đúng thứ tự nữa. Việc lắp ráp xe đúng 100% là điều vô cùng quan trọng đối với các nhà sản xuất. Dù 99,9% có vẻ khá là tốt rồi, thì trong trường hợp này con số đó có nghĩa là 80 chi tiết bị đặt không chính xác và điều này sẽ gây nguy hiểm nghiêm trọng cho cả người trong buồng lái và những tay đua khác. Ồ, và nếu bạn cũng là tài xế thì chắc sẽ phải cảm thấy ghen tị ghê gớm với hệ thống phanh của xe công thức 1. Hệ thống phanh đĩa F1 được chế tạo từ một loại sợi carbon không thể bị phá hủy. Chúng cho phép chiếc xe đạt tốc độ tối đa và sau đó chỉ mất 4 giây để dừng hoàn toàn. Trong trường hợp này, các đĩa phanh có nhiệt độ lên tới 1.100 độ C bằng với sức nóng của dung nham nóng chảy. Nếu một cuộc đua diễn ra trên đường phố của một thành phố như Singapore hay Monaco, thì trước cuộc đua những người thợ phải hàn các nắp hố trên đường lại. Vấn đề ở đây chính là lực hút mà một chiếc xe công thức 1 tạo ra đủ lớn để làm văng những đĩa kim loại khổng lồ này ra khỏi đường và phóng chúng lên trời.
Bạn có biết rằng chúng ta có thể lái một chiếc F1 trên trần nhà không? Không, nghiêm túc đấy. Những chiếc xe này có cánh được thiết kế để tạo ra một lực ép xuống đường đua cực mạnh mẽ, và điều đó cho phép những chiếc xe có thể rẽ qua các góc cua cực nhanh. Trên thực tế, lực này mạnh đến mức ở tốc độ 240 km/h, chiếc xe có thể đi lộn ngược trên trần của một đường hầm. Tôi ước rằng mình có mặt khi họ kiểm tra siêu năng lực này của những chiếc xe đua F1. Chỉ mất 3 giây để đội tiếp nhiên liệu thay lốp và đổ đầy xăng cho chiếc xe F1. Các trạm xăng thông thường có thể bắt chước họ không nhỉ? Làm ơn đấy! Giá thành trung bình của một chiếc xe công thức 1 là khoảng 10 triệu đô la. Chỉ riêng động cơ của chiếc xe có thể trị giá từ 7 đến 10 triệu đô la. Bình nhiên liệu có giá dao động từ 100.000 đến 140.000 đô la. Và bạn sẽ phải trả 220.000 đô la cho hệ thống làm mát, 250.000 đô la cho bộ phận truyền số. Những chiếc xe đua F1 có thể đạt tốc độ cực nhanh lên tới 376 km/h. Vậy nên một số loại máy bay nhỏ khi chạy đà để cất cánh còn chậm hơn một chiếc xe F1 trên đường đua. Và cuối cùng, bạn có nghĩ đến việc giảm cân gần đây không? Chà, tôi biết một cách tuyệt vời để giảm vài hoặc rất nhiều cân đấy. Hãy trở thành một tay đua F1. Có người giảm tới 4kg chỉ sau 2 giờ đua. Điều này xảy ra là do nhiệt độ cực cao tại buồng lái. Trong cuộc đua, nhiệt độ ở đây có thể lên tới 50 độ C. Bạn có muốn lái một chiếc xe F1 không? Hãy cho tôi biết ở trong phần bình luận dưới đây. Nếu hôm nay bạn đã biết thêm một điều gì đó mới mẻ thì hãy cho video này một lượt like và chia sẻ nó với bạn bè nhé. Nhưng này, đừng đi đâu cả, vì chúng tôi có hơn 2.000 video thú vị để bạn theo dõi đấy. Tất cả những gì bạn phải làm là chọn video ở bên trái hoặc bên phải, nhấn vào và thưởng thức thôi. Và hãy luôn đồng hành với Soi Sáng nhé.